Đâu ngồi xuống thử xem. Cũng phải bà trồng bông. Rồi. Không ạ? Nghe dễ chịu hơn nhá. Nó sẽ dễ chịu hơn. Đó. Cái chế độ khớp gối này là hàng tuần là chúng ta là cứ sáng thứ hai hàng tuần là 8 giờ sáng là ở 4/1/1 Hoàng Việt. Ở phường 4 Tân Bình là chúng ta có cái chương trình giúp cho cộng đồng. Do đó mà những ai mà bị đau mỏi khớp gối ấy, thì chúng ta có thể tới để được hỗ trợ chữa trị miễn phí. Kết quả là coi như nãy là đứng lên ngồi xuống cũng được, mà bây giờ coi như đứng lên ngồi xuống được. Nghe thích không? Ồ, sao như nãy là ngồi xuống đứng lên cũng được đó đấy. Giờ đứng lên ngồi xuống được. Cảm ơn. Cảm thấy là mừng lắm rồi. Có mấy tháng đây là đứng lên ngồi xuống cũng được. Giờ đứng lên ngồi xuống được là mừng lắm. Bây giờ mình leo cầu thang hay là thích nữa, nhẹ nhàng, sướng lắm, cải thiện được sinh hoạt. Đau lắm. Dạ. Nó bị tù dịch ở chỗ này. À, bị dịch. Mà tôi bị bác sĩ tay A bị rút nhưng mà tôi không chịu rút, tôi làm thử này thôi. Bị ứ dịch. Ba tháng. Bị 3 tháng rồi. Ứ dịch đúng không? Mà ứ chưa dịch. Đi du hút dịch. Dịch nhưng mà dịch phía sau chứ không phải phía này. Dạ. Anh cứ đứng lên ngồi xuống xem sao. Rồi, nghe ngon lành, đứng lên ngồi xuống nữa đi. Rồi, ok, bây giờ anh thấy sao so với lúc trước? Đỡ hơn trước, mà khi mà ngồi xuống đến đây nó gấp chỗ này thì nó đau. Dạ vâng, nhưng mà đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nha. Đứng lên thì nó nghe nhẹ hơn không? Nhẹ. Rồi, nhẹ hơn rồi. Ok, cảm ơn anh. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.